Hương vị mà LECAS mang tới trong bộ sưu tập Mango lần này có sôi động, rực rỡ, có nhẹ nhàng, miên man và không thể thiếu đó chính là những quãng trầm lặng, sắc nét. Đây là những tông màu cơ bản, đầy tính ứng dụng để bạn vẫn đủ thanh lịch, tự tin mọi lúc mọi nơi. Chính sự đa dạng về màu sắc và dáng vẻ nhỏ xinh đã khiến bộ sưu tập ngọt lành như những hương vị trái cây tươi mát của mùa hè vậy. Trong video dưới đây, hãy cùng LECAS tìm hiểu sự thú vị đến từ chiếc Mango này nhé! Nổi bật và thời trang là những gì mà màu vàng crux sẽ mang đến cho bạn trong mùa hè này. Chất da cá sấu với những đường vân sắc nét, nổi bật, vàng crux chắc chắn sẽ khiến bạn trông thật rực cháy trong chuyến đi du lịch này. Trong bảng màu nóng, đỏ cam luôn là màu đại diện, đem đến sự ấm áp và rực rỡ. Vào những ngày đặc biệt, nếu bạn cần tìm một chút niềm vui hay bùa may mắn thì đừng ngần ngại đem bên mình một chiếc túi màu đỏ nhé. Màu sắc xanh nhẹ nhàng sẽ khiến bạn trở nên cực kỳ nhã nhặn, thanh khiết, dù cho bạn sử dụng vào bất cứ mục đích nào như đi làm, đi dạo phố, xem phim hay hẹn hò, Mango cũng sẽ hỗ trợ đắc lực và tôn lên phong cách định hình của bạn. Trong những ngày nắng gió nhẹ thanh, Mango sẽ trở thành người bạn đồng hành thích hợp với thiết kế nhỏ gọn, lại có dây đeo dài, trong gam màu rêu sậm điểm chút cam đất ngọt ngào chắc chắn sẽ là điểm nhấn giúp cho bạn thêm phần tươi trẻ. Với thiết kế logo kim loại nổi bật, màu sắc ngọt ngào, dịu nhẹ cùng dòng da Saffiano độc đáo, Mango hồng Saffiano phối đỏ đã trở thành một tổng thể vô cùng hoàn hảo. Xanh da trời phối xanh than được ví như bầu trời đầy nắng xinh đẹp, một chút xanh thật xanh của nền trời mang đến sự thư thái, tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Màu nâu luôn là gam màu mộc mạc gắn với hình ảnh thiên nhiên của đất, của thân gỗ, nhưng đó là khi màu nâu bò được sử dụng trong thiết kế các sản phẩm khác. Còn riêng với Mango dễ thương, mềm mại này, LECAS thấy gam màu nâu bỗng trở nên thật ngọt ngào, tựa một viên kẹo óng ả, đôi khi lại là một cốc cà phê sữa ngào ngạt hoặc miếng bánh flan đường đun ngả màu nâu ngà. Đối với những quý cô nơi công sở, trang phục đẹp và thanh lịch là điều tất yếu mà chị em luôn hướng tới. Chiếc túi xách với gam màu trắng trang nhã, kích thước vừa phải cùng đa dạng ngăn khóa kéo sẽ giúp bạn đựng được vô số món đồ cá nhân nhưng vẫn tạo cảm giác gọn gàng, thể hiện sự tinh tế sẽ là sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Có một điều thú vị để tạo nên màu rêu này đó chính là sự kết hợp của họa tiết rắn nổi bật. Chẳng vì thế mà chiếc Mango trong phiên bản màu này nhưng chất chứa nhiều dư vị và được yêu thích nhiều như thế. Xám tro là một tông màu tạo sự trang nhã, quý phái. Nếu bạn muốn xám là gam màu chủ đạo cho outfit, hãy kết hợp với một chiếc Mango của LECAS cùng với những trang phục màu đậm hơn một chút nhé. Bởi khi đó, tổng thể outfit của bạn sẽ trở nên có điểm nhấn, nổi bật và tạo sự dịu mắt, thư thái. Một sắc đỏ mới lạ lần đầu tiên xuất hiện ở dòng sản phẩm của LECAS, một sự kết hợp ngọt ngào giữa vẻ tươi tắn rực rỡ của đỏ, thêm vào đó là một chút tông màu trầm ấm. Đỏ bốc đô luôn khiến người nhìn thu hút bằng vẻ đẹp tinh tế, sang trọng và cổ điển. Không thể thiếu trong bộ sưu tập Mango lần này đó chính là đen và đen crux. Tối giản như gam màu đen sẽ mang đến cho bạn một vẻ ngoài thanh lịch, quý phái và cực kỳ sang trọng. Nếu là một người vụng về trong cách mix đồ thì màu đen luôn là sự lựa chọn an toàn. Bạn có thể kết hợp với mọi màu sắc khác mà không sợ bị lệch tông. Nâu semi là một màu da mang phong cách cổ điển. Khi dùng da sẽ càng xuống nước, óng ả và mềm mướt hơn. Đặc biệt với các đường may đều, khéo léo, phối chỉ trắng sẽ tạo điểm nhấn giúp chiếc túi trở nên sắc nét, ấn tượng và cực kỳ thu hút. Với lớp da bào cao cấp, bóng và ánh lên một màu nâu sô-cô-la quyến rũ, phối cùng một chút xám nhẹ nhàng đã tạo nên sự ăn ý nữ tính và thời trang. Nâu sô-cô-la phối xám cũng là gam màu khép lại trong bộ sưu tập Mango lần này. LECAS mong rằng bộ sưu tập màu lần này của Mango sẽ giúp bạn thêm phần trẻ trung, nổi bật và rạng rỡ hơn. Để đặt hàng, hãy comment dưới clip này hoặc nhắn tin cho LECAS để được tư vấn mọi thắc mắc. Thợ gia LECAS xin cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những video tiếp theo.